thứ tư, tuần thứ 16 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 20. Từ câu 1, 2, 11 đến câu 18. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: này bà, sao bà khóc? Bà thưa: người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà: Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hy-ri: Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: tôi đã thấy Chúa. Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Suy niệm: hôm nay giáo hội mừng kính thánh nữ Maria Magdalena. Thánh nữ thuộc nhóm phụ nữ đi theo Chúa Giêsu và lấy tài sản của mình mà giúp đỡ Ngài. Thánh nữ Maria Magdalena có mặt trên đồi Ca-vê khi Chúa Giêsu chịu tử nạn và là người thứ hai sau Đức Mẹ. Bà được phúc gặp đấng cứu thế vào sáng ngày phục sinh. Thánh nữ đã gặp được Chúa sau khi Chúa gọi đích danh bà. Thánh nữ Maria Magdalena có một ảnh hưởng bền bỉ lâu dài, là đề tài gợi hứng cho nhiều nghệ sĩ, tội nhân lẫn các thánh nhân và các môn đệ của Chúa Kitô qua mọi thời đại. Tiếng tăm bà không dễ dàng gì giải thích, mà chỉ dựa vào các thông tin của bà trong Kinh Thánh. Tóm lại, thánh nữ Maria Magdalena mà giáo hội kính nhớ ngày 22 tháng 7, bà là một phụ nữ thánh thiện. Bà đi theo Chúa suốt cuộc đời, bà đứng dưới chân thánh giá, bà được Chúa Giêsu phục sinh hiện ra đầu tiên. Bà không phải là phụ nữ ngoại tình, cũng không phải là người đàn bà tội lỗi,
cũng không phải là Maria, chị của Lazaro. Bà là gương mẫu cho các môn đệ. Bà là người duy nhất được giáo hội Công giáo Roma kính nhớ. Bà là người được Chúa trừ quỷ. Chúng ta không bao giờ được nhầm lẫn với những bà Maria khác mà các họa sĩ Công giáo đã vẽ lên những hình ảnh, những tác phẩm kêu gợi không đúng với nhân phẩm của một vị thánh nữ gương mẫu như bà. Hôm nay, chúng ta suy về tình yêu bùng cháy trong trái tim người phụ nữ đã không hề rời mộ Chúa, mặc dù các tông đồ khác đã bỏ trốn tất cả. Thánh nữ Maria Magdalena vẫn liên lì tìm kiếm đấng mà trước kia bà không tìm được. Thánh nữ đã tìm kiếm trong nước mắt và bừng cháy ngọn lửa tình yêu. Bà khao khát tìm thấy đấng mà bà đang tưởng nhớ và với hy vọng gặp được Chúa. Và bà là người duy nhất đã gặp được Ngài, đúng như lời Chúa đã cho chúng ta biết. Ai trung thành đến cùng, người ấy sẽ được ơn cứu độ. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng Chúa đang ở rất gần bên cạnh chúng ta trong những biến cố của cuộc đời. Mặc dù chúng ta không nhận ra Người, nhưng Người vẫn luôn ở bên chúng ta. Chúng ta hãy xin Thánh nữ ban cho chúng ta lòng trung kiên và chia sẻ lòng trung kiên của bà trong việc đi tìm Chúa. Xin Thánh nữ giúp chúng ta vững bước theo Chúa cho đến cùng, như Ngài đã từng đứng dưới chân thánh giá và theo Chúa trên mọi bước đường của sứ vụ. Bà đưa Chúa đến nơi huyệt đá, đợi chờ để được ướp xác Chúa người kỹ hơn. Nhờ thế, thánh nữ đã gặp được Chúa, đã có được niềm vui trọn vẹn cho cuộc đời mình. Xin Chúa Kitô phục sinh cũng cho con được gặp Chúa như vậy. Amen.